Thịt ức gà là món nào cho đỡ ngán và không khô? Câu hỏi trên sẽ được giải đáp ngay sau video này. Mời cả nhà cùng kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn làm gà nướng xiên que. Em dùng 800g thịt ức gà. Mình nghiêng dao và cắt dọc miếng ức gà thành những miếng mỏng. Em đập dập 5 tép tỏi. Gia vị tẩm ướp, em dùng 1 muỗng ăn canh nước tương, 1 muỗng ăn canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê ớt bột, 1 muỗng ăn canh tương ớt, 1 muỗng ăn canh mật ong, 1 muỗng ăn canh dầu mè thơm. Em trộn đều cho gia vị tan. Tiếp đến em cho tỏi vào. Mình trộn đều lần nữa để thịt gà vừa thấm kỹ gia vị lại vừa thơm tỏi. Cả nhà ướp gà 1 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh nha. Khi gà đã thấm gia vị rồi thì em ghim gà vào xiên tre. Làm nóng nồi chiên không dầu với 205 độ C trong 5 phút. Khi nồi đã nóng rồi thì em xếp những xiên gà vào. Em nướng gà lần 1 với nhiệt độ là 200 độ C trong 7 phút. Sau lần nướng đầu tiên thì cả nhà trở mặt cho những xiên gà nha. Mình tiếp tục nướng gà lần 2 với 200 độ C trong 5 phút. Sau 12 phút nướng thì những xiên gà đã chín vàng óng và rất thơm. Mình rắc vô chút mè trắng rang. Rắc thêm chút hành lá để vừa kích thích vị giác lẫn thị giác. Khi chế biến ức gà có hai yếu tố để gà không khô, đó là nhiệt độ và thời gian. Xiên gà được tẩm ướp gia vị vừa vặn, nướng ở nhiệt độ thích hợp trong khoảng thời gian vừa đủ, không quá nhanh để gà chưa kịp chín và cũng chẳng quá lâu để gà mất nước gây khô khốc. Quan trọng nhất là nướng gà xong cả nhà nên thưởng thức ngay khi còn nóng, vì nếu nguội thịt ức gà sẽ co lại và khô cứng. Mình có thể làm ức gà xiên que như một món ăn vặt ăn chơi, hay cả nhà dùng kèm với bún tươi, các loại rau lá thơm, dưa leo, đồ chua, chan với nước mắm chua ngọt nấu loãng. Cách ăn này sẽ làm cả nhà quên ngay suy nghĩ ức gà chỉ là món nhạt nhẽo khô rang và chỉ dành cho những ai ăn để giảm cân, giữ dáng. Nếu nhà mình có trẻ con, em tin chắc rằng các bé cũng sẽ khá thích món này đó. Kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn mến chúc cả nhà làm gà nướng xiên que thành công. Thank you.